Thưa quý vị, bóng đá phong trào vẫn đang phát triển mạnh mẽ trong suốt những năm vừa qua. Các giải đấu được tổ chức quy mô bài bản là một món ăn tinh thần hấp dẫn cho người hâm mộ. Và đó cũng là điều mà những người tổ chức giải bóng đá 7 người phết Sài Gòn Super Cup 2023 kỳ vọng sẽ mang đến cho các khán giả khu vực phía Nam. Chiều 18 tháng 10 tại khách sạn Đệ Nhất đã diễn ra sự kiện họp báo ra mắt, ký kết tài trợ và bốc thăm chia bảng giải bóng đá 7 người trên cúp nước thể thao FES 2023, FES Sài Gòn Super Cup 2023. Đây là giải đấu được kênh truyền thông Trôn Bóng Đá phối hợp với Phủ Sài Gòn, cụm sân thể thao H2 Sport Complex tổ chức. Đặc biệt năm nay với sự đồng hành của nhà tài trợ độc quyền, nhãn hàng nước uống thể thao FES, giải đấu cũng mang đến phần thưởng hấp dẫn với cúp, huy chương và 30 triệu đồng tiền thưởng dành cho đội vô địch. Đội hạng nhì sẽ nhận được 15 triệu đồng và hai đội hạng ba nhận 5 triệu đồng. Cùng với đó là các giải thưởng cá nhân như cầu thủ xuất sắc, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc. Anh cảm thấy rất là vui bởi vì tại thời điểm này thì tình hình kinh tế rất là khó khăn. Thì để mà có một cái nhà tài trợ người ta đồng hành vào giải này là thật sự rất là may mắn. Thì cái mong muốn của anh thì góp phần tạo cái sân chơi cho cái phong trào ở thành phố. Muốn có một cái giải đấu mà nó các đội thi đấu fair play thì đã đẹp và cống hiến. Hy vọng là có thể là các đội bóng là cùng nhau xây dựng nên cái giải đấu và mình có thể duy trì được không chỉ năm nay mà các năm sau nữa. Những lá thăm mây rủi đã đưa 91 FC, Hoàng Nông Khỉ Neymar Sport, Hồng Lam FC và 2109 FC vào bảng A. Còn bảng B là sự góp mặt của Hoàng FC, Chim Cánh Cụt, Rio United và Nam Định FC. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, lấy hai đội đầu mỗi bảng vào vòng bán kết. Giải đấu sẽ diễn ra từ 25 tháng 10 đến 22 tháng 11 tại cụm sân H2 Tân Sơn, quận Tân Bình.